há thổi buồn để mình ngồi nhà lý tre xanh vào quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đang nấu cành. Hay quá, hôm nay cô Thảo hát bài Còn thương rau đắng mọc sau hè rất là da diết nha. Mà Minh Châu thấy ở đây còn có rau đắng nữa nè, nghi lắm mà, nghi đúng là hôm rồi. Nay Minh Châu được ăn canh rau đắng đó. Chính xác luôn nha, ngày hôm qua tình cờ là cô nghe lại cái bài Còn thương rau đắng mọc sau hè, tự nhiên nảy ra ý định là chắc bữa nay phải nấu một cái món ăn gì mà có rau đắng mới được. Mà cái đó là cái tật của cô luôn đó, nghe cái gì mà dính dáng món ăn cái là phải nấu liền cho bằng được. À vậy thì hay quá cô Thảo ơi, em thích cái tật đó của cô Thảo đó. Em sẽ tìm những bài hát mà có mấy món ăn á, em hát cho cô Thảo nghe, cái cô Thảo nấu cho em ăn. Vậy hả, mà chắc không có nhiều đâu. Ai nói, đây nè em nhớ nè. À cô Thảo nhớ bài mà chiều chiều gọt mướp cái nấu canh, gọt mướp cái nấu canh đó, có canh mướp ăn. Thôi sợ quá, Linh Châu tìm một hồi nữa, cô nấu một hồi chắc mệt xỉu luôn á. Thôi bây giờ cô Thảo nói luôn đi, món ngày hôm nay cụ thể là món như thế nào, có như vậy hôm nay gì? Cô sẽ giới thiệu với Minh Châu và quý vị khán giả món canh khoai rau đắng. Để thực hiện món canh khoai rau đắng thì chúng ta cần sử dụng khoảng 100g thịt nạc dăm, 150g khoai lang, 150g khoai mỡ, 100g rau đắng, rau ngò gai, rau ôm. Gia vị chúng ta chỉ sử dụng rất là đơn giản, gồm có củ hành tím băm, tiêu và hạt nêm Ajinomoto. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta sẽ ướp thịt nạc dăm nha. Cô ơi, mình dùng thịt nạc khác được không cô, hay là phải dùng thịt nạc dăm? Khi mà nấu canh thì chúng ta có thể sử dụng loại thịt nào cũng được, nạc thăn hay nạc dăm. Tuy nhiên trong món canh mà nếu chúng ta sử dụng thịt nạc dăm thì món canh sẽ ngon hơn, là vì nó có độ béo và thịt sẽ mềm hơn. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ nửa khoảng nửa muỗng cà phê tiêu nè. Dạ. Nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto và khoảng một muỗng canh củ hành băm. Minh Châu giúp cho cô trộn đều phần này lên. Và chúng ta sẽ để phần thịt nạc dăm ướp với lại gia vị này trong khoảng chừng 5 phút thôi. Chúng ta có thể cho thêm khoảng 1 muỗng canh nước vào. Dạ. Và trộn đều lên. Đây là một bí quyết nho nhỏ giúp cho cái thịt khi mà chúng ta cho vào canh sẽ mềm và sẽ tan ra, tan làm ra cho nước canh rất là ngọt và ngon. Để tranh thủ thời gian, cô sẽ đặt lên bếp 1 lít nước để chúng ta nấu canh. Rồi bây giờ cô sẽ cắt phần khoai lang ra. Với khoai lang và khoai mỡ thì chúng ta sẽ cắt hình dạng hai cái khác nhau. Đối với khoai lang á thì cô sẽ cắt khối vuông nha. Dạ. Chúng ta sẽ ngâm ngay vào trong nước, có pha một chút xíu muối để giữ cho cái phần khoai nó không bị ra nhựa. Dạ. Phần khoai mỡ này thì chúng ta sẽ cắt sợi. Kích thước của sợi khoai như thế nào hả cô? Kích thước của sợi khoai thì chúng ta sẽ cắt nhỏ, bề ngang nó chỉ khoảng chừng 5 ly thôi. Sau đó chúng ta sẽ sắc mỏng để lại như thế này. Mà cô ơi, em thấy là hình như là có một loại khoai mỡ mà màu tím đậm, thật là đậm luôn đó cô. Rồi cái khoai này của cô thì em lại thấy là nó hơi trắng trắng, tím tím thôi. Nhưng mà thì mình lựa cái loại khoai như thế nào vậy cô? Cũng không có cần phải kén chọn quá. Chúng ta có thể lấy cái loại khoai mỡ như thế này cũng được. Hoặc là loại khoai mỡ thật tím. Chỉ cần yêu cầu cao là khi nào mình nấu những cái loại chè khoai tím cần cái màu sắc thật là đẹp, thì lúc đó chúng ta mới phải lựa những cái loại khoai có màu tím thật là đậm. Khi mà chúng ta chuẩn bị xong khoai lang, khoai mỡ thì bây giờ nước cũng đã bắt đầu sôi. Chúng ta sẽ cho hết phần thịt nạc dăm này vào. À. Và chúng ta khuấy cho đều, đúng rồi, để cho phần thịt nó chín đều. Dạ. Và cho luôn cả phần khoai lang vào. Khoai lang vào. Khoai lang chắc là lâu chín hơn khoai mỡ hả? Khoai lang lâu chín hơn khoai mỡ, cho nên khi chúng ta cho khoai lang vào, chúng ta sẽ nấu trong khoảng chừng 3 phút. 3 phút. Rau ôm và ngò gai chúng ta sẽ cắt khúc khoảng 1cm. Quý vị khán giả sẽ tiếp tục cho tiếp phần khoai mỡ vào. Và bây giờ chúng ta nấu chung cả khoai lang và khoai mỡ này trong khoảng 5 phút nữa. Như vậy tổng cộng thời gian chúng ta nấu là 8 phút. 8 phút, dạ. Với lượng khoảng 1 lít nước như thế này, nồi canh thì chúng ta sẽ nấu khoảng 1 muỗng rưỡi muỗng súp nè. Dạ. Vào là vừa. Đợi sôi trở lại. Bây giờ cô sẽ chuẩn bị cái tô để múc thành phẩm ra nha. Dạ. Ủa, tại sao cô không cho rau đắng vô luôn? Biết thế nào cũng hỏi mà. Chúng ta sẽ cho rau đắng vào cuối cùng để cho rau đắng giữ màu xanh và độ giòn nữa, thì vì rau đắng nếu chúng ta nấu kỹ quá cũng sẽ không ngon. Dạ. Rồi, đủ thời gian rồi đó Minh Châu. Dạ. Cho hết rau đắng vào. Tắt bếp ngay lập tức. Tắt bếp ngay lập tức. Chúng ta sẽ gấp rau đắng ra. Và bây giờ sẽ múc cái phần canh khoai. Vừa có màu tím tím của khoai mỡ nè, vừa có cái màu vàng của khoai lang, nhìn rất là đẹp mắt. Dạ, mà đặc biệt là cái tô của Thảo dùng cái hơi nâu nâu như vậy nè, rất là dân dã, phù hợp với món ăn của mình đúng không? Cuối cùng cô sẽ rắc thêm một ít rau ngò gai và rau ôm nữa. Dạ.
Như vậy là món canh của chúng ta đã hoàn tất rồi. Nếu mà muốn thơm hơn thì mình sẽ cho thêm một chút tiêu. Và bây giờ có thể sẵn sàng để cho Minh Châu thưởng thức rồi đó. Đúng rồi, một ít rau đắng nè. Cho em miếng khoai với cô. Cô Thảo ơi, em ăn một muỗng nước canh này rồi em mới biết tại sao tác giả lại sáng tác cái bài Còn thương rau đắng mọc sau hè đó cô. Nước canh rất là ngọt mà vẫn có một vài chút mà nhâm nhẩm đắng của rau đắng nè. Nhưng mà rất là, rau đắng rất là giòn, rất là vừa, chắc chắn là phù hợp với khẩu vị của rất là nhiều người đó. Đó cũng là lý do tại sao khi mà chúng ta nấu canh rau đắng này thì chúng ta sẽ cho rau đắng vào giai đoạn cuối cùng, đó là để giữ độ giòn cho cả phần rau đắng. Hy vọng là quý vị khán giả sẽ thực hiện thành công món canh khoai rau đắng ngày hôm nay. Và quý vị hãy chia sẻ với chương trình những cảm nhận của mình qua hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Hoặc quý vị hãy gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng công ty Ajinomoto, số điện thoại 061-882-6188. Bây giờ thì Minh Châu và cô Diệu Thảo xin mến chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.